xin chào các bác. Đồng hồ của Nhật made in Japan sao cái hộp lại của China? Thì đây là câu hỏi rất nhiều người thắc mắc và câu trả lời ngắn gọn ở đây là hãng sản xuất đồng hồ họ muốn giảm chi phí sản xuất để có cái giá thấp hơn trên thị trường. Ở đây thì em có hai cái hộp đại diện cho hai dòng sản phẩm của Nhật hiện nay, một chiếc hộp made in China và một chiếc hộp made in Japan. Vậy thì khi nào họ sử dụng hộp China và khi nào họ sử dụng hộp Japan. Thì đồng hồ Quang Lâm sẽ cùng các bác phân tích kỹ hơn trong video này. Đây là cái hộp Made in China. Thì những chiếc hộp Made in China nó sẽ dành cho những sản phẩm giá bình dân. Ở đây chúng ta sẽ thấy là họ rất clear, ghi rõ là box Made in China, tức là hộp Made in China. Thì cái hộp Made in China này họ sử dụng khi nào? Là cho những sản phẩm bình dân lanh quanh khoảng tầm 5 triệu, 10 triệu. 15 triệu đổ lại Thì những cái sản phẩm bình dân thì nó sẽ Cần sự cạnh tranh về giá Bình dân thì các bác lưu ý là cạnh tranh về giá là điều tiên quyết Nhiều khi giảm giá được 20 đến 50 nghìn thôi Cũng đã tăng được sự cạnh tranh tương đối cho hãng ở trên thị trường rồi Vậy thì chi phí sản xuất một cái hộp như thế này à, Tại Nhật Có thể mua được khoảng chục cái hộp họ đặt mua từ Trung Quốc thì ở đây chúng ta sẽ thấy họ ghi rất rõ là box made in China. Nhưng mà cái này là do hãng Seiko sản xuất. Đó. Nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc cái hộp. Cái còn cái đồng hồ chẳng hạn thì đồng hồ chúng ta vẫn thấy là made in Japan. Đây các bạn nhìn này, vẫn là 100% đồng hồ vẫn là made in Japan, chỉ riêng có cái hộp là đặt từ Trung Quốc. Nếu họ chọn đặt từ Trung Quốc thì nó sẽ rẻ hơn cái hộp cái thứ hai nữa là như các bác biết là mức lương trung bình các doanh nghiệp tư nhân Nhật Bản họ trả cho nhân viên trong năm 2023 nó rơi vào khoảng tầm hơn 30.000 đô, tức là khoảng hơn 2 triệu một ngày cho một người làm công nhân bình thường, tức là tính trung bình đấy, cả người giàu người nghèo cộng vào chia đều. Tất nhiên là những người làm trong các hãng đồng hồ thì chắc chắn là mức lương em nghĩ nó sẽ không dừng ở mức trung bình mà nó sẽ ở rơi vào tầm 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu trở lên cho một người một ngày, tức là cái nhân công rất cao. Và để người đó làm những chiếc hộp thì chắc chắn là cái kinh phí nó sẽ bị tăng lên rất là nhiều. Trong khi họ đặt OEM tại Trung Quốc sản xuất thì nhân công rẻ, chi phí nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đồng hồ tất nhiên vẫn phải là Nhật sản xuất rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Hộp nhá, đồng hồ nhá thì là made in Japan này. Còn cái hộp thì họ có thể đặt ở Trung Quốc hoặc là đặt ở Campuchia cũng được thì giá nó giảm đi rất nhiều 100, 200, thậm chí là 500 nghìn Thì nó là quá là ok so so với lại cái giá thành của sản phẩm Đó, Thì tất nhiên là với những chiếc đồng hồ đắt tiền cả trăm triệu Thì 1, 200, 300, 500 không là gì cả Nhưng với những chiếc đồng hồ giá bình dân 5 triệu, 10 triệu thì vài trăm nó đã là quá là tốt rồi Vừa giảm được chi phí sản xuất, vừa bán được nhiều hàng Thì hãng họ chọn phương án là chọn hộp đặt hộp từ trung quốc trong khi đó thì đồng hồ vẫn được sản xuất hoàn toàn tại nhật em nhấn mạnh là những chiếc đồng hồ vẫn được sản xuất tại nhật đó, made in japan còn cái hộp thì có thể đặt tại trung quốc và cái hộp nó rất clear là nó không có ảnh hưởng gì đến chất lượng của cái đồng hồ cả chẳng qua là gây ra một chút lăn tăn cho khách hàng nếu mà khách hàng đó quan tâm đến cái hộp đó thôi đó thì đấy là cái trường hợp sử dụng hộp made in china thế cái cái trường hợp thứ hai là khi nào họ sử dụng hộp made in japan. Đây bóc made in japan. Thì đơn giản là khi những sản phẩm ở phân khúc cao hơn, đòi hỏi cái sự hoàn hảo hơn và khách hàng họ không quá chú trọng về giá mà họ quan trọng nhất là tất tần tật là phải made in japan và quan trọng nhất là chất lượng. Thì đó là những sản phẩm thuộc phân khúc cao hơn 30 40 thậm chí là 100 200 300 triệu thì lúc đó họ sẽ sử dụng những cái hộp made in japan. Đó, hộp sản xuất hết tại made in japan. Thì đó là hai cái trường hợp mà khách hàng quan tâm. À, giải đáp một thắc mắc nữa, đó là ở thị trường Nhật Bản hay là ở nhiều thị trường khác thì họ không quá quan tâm nhiều đến cái hộp made in ở đâu cả bởi vì ở đó sản phẩm chỉ cần miễn là chính hãng của hãng đó thôi, còn sản xuất ở đâu thì họ không quá quan tâm bởi chất lượng hàng của hãng đó thì nó xem xem 19110 một còn họ sản xuất ở đâu thì đấy là vấn đề về chi phí sản xuất thì họ không quan trọng lắm. Họ khách hàng chỉ quan tâm là chất lượng là được bền hay không bền mà thôi. Thì các bác có thể hình dung liên tưởng sang những chiếc iPhone. iPhone 15 Pro Max hay là iPhone 3GS ngày xưa cũng đều là sản xuất made in China hết. Nhưng mà nó là hàng chính hãng của Apple thì chất lượng nó cũng vẫn là ổn định và người ta không quan trọng là made in China hay made in Japan hay USA quan trọng là chất lượng nó ổn định và chính hàng chính hãng của hãng đó trong nội địa thị trường Nhật thì các bác cũng sẽ thấy là made in China rất nhiều nhưng mà cái đầu vào made in China vào thị trường Nhật nó rất là cao chứ không phải là hàng nhái hàng ấy như là ở một số thị trường khác ở Việt Nam thì tất nhiên chúng ta cũng quan tâm đến những cái nguồn gốc sản xuất tại đâu tất nhiên là quan tâm đến hàng chính hãng rồi nhưng mà sản xuất tại đâu bởi vì thị trường nó cũng có cả một ít hàng nhái nữa nếu mà làm riêng cho thị trường Việt Nam thì tốt nhất là nên sử dụng cái hộp made in Japan thì nó sẽ đỡ gây ra cái sự lan tăn cho khách hàng thì nó sẽ hợp lý hơn tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải biết là Seiko họ là những cái thương hiệu toàn cầu sản xuất cho toàn cầu thị trường Mỹ và thị trường Trung Quốc mới là chủ yếu còn thị trường Việt Nam vẫn là một thị trường rất nhỏ, thôi. cho nên cũng khó để họ có thể thay đổi về phương án này. thì trước khi họ thay đổi thì chúng ta cũng chỉ cần hiểu được lý do tại sao đồng hồ made in japan mà hộp lại china để chúng ta uh, clear hơn về cái thông tin đó để chúng ta không phải lăn tăn. Đó thì với những thông tin chia sẻ bên trên thì đồng hồ quang lâm xin kính chúc các bác mạnh khỏe và có thêm những thông tin tham khảo để đưa ra những quyết định chính xác về những chiếc đồng hồ của mình. xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.